Dạ, mọi người ơi, bây giờ em chia bay cho chuẩn bị bay sang về bên Thái rồi đó mọi người. Thế này, em chia mua cái trò chơi, ăn chơi chơi nha. Là cái này là quả hồng quả dạ ta, lúc ta đang vứt đó. Em chia mua đem về cho ăn. Là cái này đồ quả chia, là cái này là cái túi vali sắp xếp. Là có một vali hắn bị hư, bị rách. À, cũng so mua rồi. À, Ê Tuấn đang nướng cái gì nhỉ Ê Tuấn? Tôm hùm. À, đây đang luộc con tôm đấy hả? Ui, nhìn ngon nhỉ. Trời ơi. Hấp lên chứ bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 con. 8 sau một con. 9 ó, 9 9 con ở xong chưa làm nhá. Cái này mẹ bố là lúc so đang chờ chép hết phần nên đó. Xin chào, xin chào mọi người, ngon lắm, ngon lắm. Lúc so xin chào các bạn, xin chào mọi người đi, xin chào mọi người. Rời răng úp được rồi. Cái này là ta ăn cơm ngày cuối cùng anh chép chuẩn bị về bên Thái nha mình. Ngon không con? Tôm hùm. Tôm hùm mà không ngon bằng món đi của bố này. Rau luộc. Bố chụp ảnh á. Bố chụp ảnh cái này là tôm hùm. Con nghĩ lại Tuấn là không biết làm, lúc ở bên Thái là họ làm cắt cái này là cho hắn nhìn nhìn cái này mẹ, đẹp quá lắm. Để gần đây con. Này cái này xong tập quả em chép làm nha mọi người. Nhìn ngon chưa? Ui. Đúng rồi, phải làm, phải cắt cái đầu. Cắt tập mình luôn. Kéo một cắt tập. Cắt dầu. Tại đang lấy cho ông nội á mình này. Đúng rồi. Ông nội. Ông nội. Ông nội. Ông nội nhà ta. Ông nội. Ông nội. Ôi. Toàn thịt luôn. À, mọi người em chép sẽ ăn cơm buổi gia đình nhá mọi người. Là có sẽ tắt video em chép sẽ ăn cơm xong. Mời cả nhà nhá. Yeah, mời cả nhà. Cơm với gia đình. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Ố mẹ lấy to luôn à. Nha, mời các bạn nha, ăn cơm chung. Ok cả nhà ơi, bây giờ hai vợ chồng Trô và em Chép đã chuẩn bị xong hành lý nha cả nhà. Đây, đây là hành lý chúng ta sẽ đi Thái Lan đấy cả nhà. Đây là có bánh với lại quả đem sang cho bố vợ ấy cả nhà. Đây, bố đem sang bố vợ. Đấy em Chép có đưa lúc so đi học chiều nhá mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đưa lúc so đi học nhé cả nhà. Chạy yêu nha. Ừ. Mọi người ơi, bây giờ là em chép với cho sẽ đi rồi đó mọi người. Đây này, Tuấn có đây đi xe rồi. Ok cả nhà ơi, bây giờ chúng ta phải chia nhau mẹ à, chia tay nhau với mẹ Tuyết rồi. Dạ. Tết ta gặp lại nha rồi. Mẹ. 2 tháng nữa ra gặp nhau. Đúng rồi, hai mẹ con tặng nhau. Mẹ cũng phải nhớ con nhóm một người. Mẹ cũng phải nhớ con. Mẹ cứ đi hát karaoke một mình. Ví dụ là có con là có hai người hát nhau á mọi người. Dạ. Bye mẹ nha. Cố gắng. Chúc ừ, nhá. Mẹ chồng con đi phụ lộ bình an nhá. Dạ. Cố gắng nhá. Chia tay. Đi chấp lên. Ê, xe bye. Thôi. Đi xe đi con. Hai chào cả nhà, chào buổi tối nha cả nhà. Hello, xin chào mọi người, chào buổi tối. À, mọi người ơi, hiện tại thì hai vợ chồng Châu Chép đã đến Hà Nội nha cả nhà. Thì hai vợ chồng sẽ ngủ tạm lên đây một đêm, rồi sáng mai sẽ lên sân bay để bay về Thái Lan nha cả nhà. Vâng, đúng rồi. Nhân tiện tối nay vẫn đang ở Việt Nam, Châu lại tiếp tục đưa em Chép đi khám phá ẩm thực đường phố thủ đô nha cả nhà. Đấy. Chịu khó tối nay ăn thật nhiều nha em Chép. Không sao, mình đây lại cứ bảo là đói thèm lắm anh ơi, thèm ơi. Bên Thái thì anh lấy đâu ra đồ ăn cho em. Hôm nay em chép sẽ ăn cái gì nhá Tuấn? Nói chung là gặp cái gì ăn cái đó, ăn bằng no thì thôi. Em chép ngoài xe rồi em chép không ăn được nhiều nhá mọi người. Ở nhà mình ăn bánh cuốn nhiều rồi. Ngày nào em chép cùng ngày nào cũng ăn được, em chép có thích.
ngày nào cũng 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 chở em chép đi ăn bánh cuốn ở quê Châu á cả nhà. Hôm nay suốt ngày mình đang ở thành phố nên là mình sẽ ra xem là cái món gì ngon ngon là lạ là hay. Anh Châu sẽ mời em chép mời người Thái ăn. Phải xem có ăn chép có ăn được không hay là ăn chép ạ. À? Ăn cái gì ăn được là ăn chép sợ cứng ạ. À. Cứng ăn không được là cái đau lắm. À, bấm tầng 1 em chép. Bộ có tiền mà liếm nó chóc chụp ảnh cả nãy tuần. Ok cả nhà, đây là khách sạn mà Châu và em chép ở Hà Nội nha cả nhà. Khách sạn khá là sạch và có cả buồng tắm nữa, có cả bể tắm nữa. Giá chỉ có bao nhiêu ta? 600k, quá rẻ. Nhân viên đúng rồi, ờ đúng rồi. Phải là công sao yêu bố ca em rồi. Nhân viên cũng dễ thương. Đi em chép, bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá ẩm thực đường phố thủ đô phải nha. Đi ở đường môn, đường bên trái gì ta? Bánh mì em kìa. Ôi hôm nay không được nữa. Ta ăn bún đi. Bánh mì Sài Gòn đi, 1.000 một ổ. Khó ăn ạ. À. Đi, ta đi vòng quanh để tìm món ăn nha. À, ta đi ở đường đó, ai tuấn. Ok cả nhà, Châu và em chép đang dừng chân ở một góc phố. Em chép đã gọi được món món bún chả. Bún chả. Còn anh cho là bún ốc. Bún ốc. Bún ốc là bún hỏi á. Bún hỏi. Cái này em chép biết là bún gì không? Bún ốc á. Bún ốc. Dịch sang tiếng Thái đi. Bún hỏi. Mấy thứ bún hỏi mà tao sen hỏi nhỉ, bún sen hỏi. Quyết tiểu hỏi. Quyết tiểu hỏi. À, quyết tiểu hỏi. Quyết bệnh bệnh ấy. Tiếng Việt gọi là bún ốc nha em. Bún ốc, quyết tiểu ốc. Em chép đang ăn món gì vậy? Ăn bún chả. Em đang ăn bún chả. Chép đang ăn bún chả nha cả nhà. Món này bà chép cũng bị nghiện. Tết trước em chép cũng ăn món chả nha mình. Chép bị nghiện một số món như thế là bún đậu mắm tôm này cả nhà, bún chả này, rồi bánh cuốn cả nhà. Chép bị nghiện mấy cái món đấy. Nhìn ngon quá em chép ơi, cho gia vị vào, cho rau vào. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn bún chả với em chép nha. Bún chả Hà Nội thì không cần phải chê nó đâu em chép ạ, quá ngon. Phải ăn ít ít nhỉ? Bây giờ chúng ta đi ăn gì đây? Bây giờ chúng ta đang đi ăn bánh cuốn. Bánh cuốn đâu? Món sở trường phải không? Em chắc cũng thích ăn. Sang Thái là không được ăn món này đâu nha. Anh Tuấn có làm cho em chắc nhớ là một lần từ đầu tiên anh Tuấn có làm cho em chắc ăn không được mà không ngon. Anh Tuấn làm không biết làm mà mọi người làm thế giới ạ. Được rồi. À, được rồi. Bánh rồi. Bao nhiêu hả bà? Bao nhiêu hả bà? Hôm nay thế nào bà? Đi biết chứ. Ba nhiêu? 40. 40. 40. À, cháu lấy cái này. Bác ơi, cháu trả tiền nào? Địch địch. 30 tiền bà. Đây là cháu của bà. Không, cháu chua cay có mấy mười người ăn chung. Nóng nóng luôn à. Em chép mời cả nhà ăn
bánh cuốn. Ăn nóng nóng luôn được các bạn. Bà tráng xong cái là ra là ăn luôn tại đây luôn á. Hello, chào buổi sáng cả nhà ơi. Buổi sáng ở Hà Nội nhé cả nhà. Hôm nay là vợ chồng Châu sẽ chuẩn bị bay nên là bây giờ sẽ đưa em Chép đi cà phê đường phố. Xin chào mọi người. Bây giờ em Chép và Echo đang ở Thailand rồi nhá mọi người. Chào mừng mọi người đến với Bangkok, Thailand. Nha. Bây giờ hai vợ chồng đang đi ăn cơm nhá mọi người ơi. Đến Thailand cái là phải đi ăn đồ Thái cả nhà. Nhưng mà về có mấy hôm mà thèm đồ Thái quá. Đúng rồi, hôm nay ta ăn cái gì này ta? Chúng ta sẽ đi ăn món lẩu Thái, nhưng mà lẩu Thái là nấu ở trong cái nồi đất nung á cả nhà. Đúng rồi. Nồi đất nung Thái Lan á. Hai cả nhà, bây giờ chúng ta đang có mặt ở quán lẩu đất nung này nhé cả nhà. Ở đối diện đường luôn á. Tiện đường đậu xe ngoài kia cái là vào trong này ăn luôn đấy cả nhà. Trời thời tiết lạnh xe lạnh thế này mà ăn cái món lẩu nồi đất nung này thì hết sảy luôn đấy cả nhà. Ngồi nhâm nhi thì thôi á. Ok cả nhà ơi, đây chính là cái nồi lẩu đất nung Thái Lan nhá cả nhà. Là chúng ta sẽ có tôm này, rồi thịt, rồi mực, rồi các kiểu mình chọn thoải mái cả nhà. Mình thích ăn cái gì mình lấy cái đó. Rồi rau á cả nhà, đây em Chép. Tôi rồi em Chép ơi. Không có biết cái này bò, cái này thịt luôn. Quá Chép được rồi. Ok, ui, trời đang xe lạnh. Ai, nhìn ngon quá mọi người. Cái này là xay, xay là cái gì tuân? Cái này là lòng heo. Lòng heo. Cái này là lẩu lẩu nồi đất nung nhé cả nhà. Lẩu nồi đất Thái. Lúc 6 năm trước em Chép và Echo bán cái này nó mọi người. Chép bán cái này. Mời cả nhà ăn chung nhá. Ai tuấn không bỏ nước chấm. Ai ăn không à? Không bỏ nước chấm. Nước chấm có hai loại. Không phải có xuống nhau á. Ăn chấm vào. Đó thì chúng ta sẽ thử thức thôi cả nhà. Mời cả nhà nhé. Ok cả nhà ơi, Châu và em Chép đã ăn xong món lẩu Thái với cái nồi đất nung rồi cả nhà. Vợ chồng Châu đã đến Thái Lan rồi nhé cả nhà, lại tiếp tục hành trình công việc rồi mọi thứ ở Thái Lan nhé cả nhà. Hẹn gặp lại mọi người lần sau nhé, cảm ơn mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.